Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Nghề Nếu Vô Giá. Chúc người mới thân nhiều sức khỏe thành công nha. Hôm nay mình được một người ở Bình Định tặng cho mình cái đặc sản Bình Định này, tiện thể làm cho mọi người xem nha. Đây là khối lượng 70g một túi nha. Đó, cái này là đơn giản là sự khác biệt nha. Đó. Này là công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Hòa này, sản phẩm truyền thống của quê hương xứ Hòa nha. Đó, bánh tráng gạo mè nha, đây, tiếng Anh nha, loại đặc biệt M4 này. Này, cấp quốc gia nha, đây có chỗ mở ghi đầy đủ này. Đó, cái này là làm từ gạo này, mè với tinh bột mì với muối thôi nha. Đó, mở ra sử dụng, đây hạn sử dụng nha, đến tháng 4 hết hạn nha, rất là ngắn, đát có 3 tháng thôi. Đó, sẽ mở ra nha. Đó, cái này họ làm ép trên không nha. Đó, bịch bên trái như vậy nha, mọi người thử mới nha. Hàng trên đường vận chuyển nó bị vỡ nha. Một, hai, ba, bốn. Mình ăn thấy cái hương vị bánh tráng á, cũng giống như bánh tráng ở đây mình thôi, nó có vị mè á, nó lại cái chất liệu của bánh tráng á, nó thơm hơn một xíu, cái mè nó ngửi rõ mùi mè luôn, cực kỳ thơm. Còn cái chất liệu bánh tráng thì có cũng như đây thôi, ăn rối giòn giòn, có một chút muối ở trong, nó hơi đậm đậm vị thôi nha. Nói chung cũng ăn ngon. Và một đặc sản của một quê hương. Rất ok nha, có hai hương nha. Đấy là một hương, này là hương mè. Còn này là hương nước dừa nha. Mọi người like, đăng ký kênh để mai mình sẽ làm hương này cho mọi người xem nha. Một bịch có 4 cái. Mình thấy cái hương mè này ăn cũng ok đó. Rất là nhiều mè này, mọi người nhìn thấy mè không? Nó cực kỳ giòn nha. Mình thấy cái chất liệu bánh tráng làm từ gạo quê Bình Định thơm nha, mùi mè rất là thơm, đấy đặc trưng đó, rất là ngon nha. Mọi người mua dùng thử nha, cảm ơn mọi người đã yêu quý xem video của mình nha. Mọi người ai mà coi video mình quê Bình Định thì cho mình thêm lượt like, đăng ký kênh rồi bình luận thêm những đặc sản đấy nha. Cảm ơn mọi người nha, xin chào mọi người trong video tiếp theo nha.